Vĩnh lạc của chương trình Ngôn Tinh Ngữ Túy xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đi thẳng vào bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca của Nguyễn Du tích trong Bắc Hành Tạp Lục trên đường đi sứ Trung Hoa, ông đi ngang thành Thăng Long. Đây là bài tựa Long Thành Cầm Giả Ca Điều đầu tiên chúng ta nên chú ý là ngữ pháp của tiếng Hán hoàn toàn ngược với tiếng Việt. Thành Thăng Long thì nói là Long Thành. Người đánh đàn thì nói là Cầm Giả. Bài ca về người đó thì để cuối cùng, tức là năm chữ Long Thành Cầm Giả ca thứ tự của tiếng Việt nó hoàn toàn ngược lại 100% bài ca về người đánh đàn ở thành Thăng Long. Đó là điều trước tiên chúng ta cần phải để ý khi mà mình lo sợ mình có chịu ảnh hưởng gì của tiếng Hán hay không. Thưa quý vị, hoàn toàn không. Người ta có thể mượn ngữ vực, vay mượn tất cả từ điển từng chữ một. Nhưng mà cái khác nhau là cái thứ tự ở trong câu, đó gọi là cái syntax thưa quý vị. Hai ngôn ngữ khác nhau như vậy thì chắc chắn không bao giờ là cùng một nguồn gốc được. Không thể nào người ta không có thể suy nghĩ mà sửa đổi đi từng tí một như vậy được. Ngữ pháp của tiếng Hán nó ngược với ngữ pháp tiếng Việt 100%. Đó là điều đầu tiên cho phép chúng ta hoàn toàn yên ổn rằng không lo sợ gì chúng ta mượn bao nhiêu chữ của tiếng Hán, điều đó không xảy ra. Chúng ta không trở thành người tàu được bởi vì chữ chỉ là từng chữ một thôi mà cách xếp nguyên câu thì thần thái của tiếng Việt và tiếng Hán rất là xa nhau. Long Thành cầm giả ca trước tiên là một chi tiết thú vị xin được nêu đến quý vị nếu ai đó có lo sợ là mình học chữ hán nhiều quá có thành người tàu không thưa không bao giờ ạ bây giờ mình vào được bài thơ rồi đó thưa quý vị long thành giai nhân tính thị bất ký thanh Độc thiện nguyễn cầm cử thành chi nhân dĩ cầm danh học các tiên triều cung trung cung phụng khúc tự thị Thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh Dịch nghĩa từng câu Long thành giai nhân là người đẹp ở thành thăng long Tính thị bất ký thanh là họ tên không còn nhớ rõ được nữa Đọc thiện Nguyễn Cầm là một mình nàng thạo nhất là ngón nghề về đàn Nguyễn này Cử thành chi nhân dĩ cầm danh cho nên vì vậy mà cả thành Thăng Long lúc bây giờ ai cũng gọi nàng là cô cầm Vì vậy tên thật của nàng không nhớ được, không ai dùng để gọi bao giờ cả Thưa quý vị đàn Nguyễn là đàn gì? Đàn Nguyễn là đàn Nguyệt thưa quý vị. Cái đàn này về sau người ta thấy nó hình tròn giống mặt trăng nên người ta tự đổi cái chữ thành ra là đàn Nguyệt. Số là ngày xưa nó do một người tên là Nguyễn Hàm đời Tây Tấn chế ra để đàn cho nên người ta gọi là đàn Nguyễn đó là tên thật của nó. Nguyễn Hàm nằm trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền Uh, của nhà Tây tấn của Trung Quốc và họ Nguyễn của Trung Quốc không dính dáng gì đến họ Nguyễn của Việt Nam. Họ Nguyễn của Việt Nam là một nguồn gốc liên từ, thưa quý vị. Thành ra bên Trung Quốc là họ Nguyễn rất là hiếm hoi, mà bên Việt Nam là một họ rất là phổ biến nhất là sau khi nhà Nguyễn trở thành ra những vị vua cuối cùng của thời đại phong kiến Việt Nam mình đi tiếp học các tiên triều cung trung cung phụng khúc là nàng học được cái nghề đàn trong cung cho vua lê ngày xưa riêng đàn cho vua nghe mà thôi tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh lấy đó làm cái điều hay nhất ở trên đời này chúng ta nên nhớ là điều trước tiên là nàng được đào tạo trong cung của vua lê cái năm mà nguyễn du gặp nàng ngồi thuở trẻ và chúng ta sẽ nghe ông tả từng tí một đó là vì lúc bây giờ tây sơn ra bắc chúng ta đều nhớ là lê chiêu thống bỏ chạy lên bắc ninh cùng với Nguyễn Hữu Trình thành ra trong cung vua tất cả những người hầu hạ bây giờ không biết đi đâu thì họ siêu giặt bốn phương nếu mà làm nghề nấu bếp thì chắc có lẽ là còn dễ kiếm sống còn đi làm cái nghề đánh đàn mà đàn cho vua nghe thì ra ngoài đời rất ư là khó kiếm sống nó cũng khó kiếm sống chẳng khác nào một người chuyên đàn nhạc cổ điển Mozart Beethoven mà đi ra một cái quán họp đêm mà nơi mà người ta chỉ thừa chỉ nghe nhạc sập sình vậy tức là nàng phải cải biến cuộc đời rất là nhiều cái điều đầu tiên nên nhớ là người đàn bà này cảm thấy là mình đang sống ở một thời đại không ai hiểu mình không ai cần mình, không ai thích mình, không ai ưa mình và nàng có bước độ ngang ngửa của một người trong cung cấm bây giờ phải ra lăn lộn với ngoài đời. ý đầu tiên rất hay là ở ý đó và nhất là cái tên của nàng, tên nàng nàng giấu biệt không ai biết tên là gì người ta chỉ gọi là cô cầm vì đi đâu cũng sách đàn đi theo mà nổi tiếng là có tiếng đàn hay thưa quý vị. dư ước thiếu niên tầng nhất kiến, giám hồ hồ biên già khai yến, thử thì tam thất chính phương niên, hồng cang y mái đào hoa diện. Đà nhán hám thái tối nghi nhân Liệt loạn ngũ thanh tùy thủ biến Chúng ta dịch nghĩa từng câu Giữ ước thiếu niên tặng nhất kiến Tôi nhớ hồi thuở tôi còn trẻ Có một lần tôi đã từng gặp nàng Giám hồ hồ biên dạ khai yến Là đêm người ta mở tiệc ở hồ giám À, hồ giám thưa quý vị là cái hồ nơi đó người ta có văn miếu đó và có khi là người ta hay dừng lẫn chữ này với hồ gươm nhưng mà thật ra hồ giám và hồ gươm có thể coi là hai khái niệm riêng biệt được. À, hồ giám là nơi mà có quốc tử giám và có khuê văn cát cũng như là có văn miếu rất là nổi tiếng ở thành Tăng Long là một trong những công trình kiến trúc đẹp và hài hòa nhất với cảnh vật thiên nhiên chung quanh của đất Hà Nội nghìn năm văn vật thưa quý vị. Thật ra chỗ đó là cái chỗ Nguyễn Du ở trọ khách sạn chúng ta có nhớ là trong tuần rồi khi chúng ta phân tích về ngữ nghĩa đó của cái lời tựa thì mình có nói qua là Nguyễn Du không có ở trọ ở ngay trong nhà anh đang làm quan với Tây Sơn mà đi ra hàng chợ mà làm riêng và ở đây là có cái tiệc đêm hôm đó ở khách sạn của Hồ Giám thử thì tam thất chính phương niên lúc bấy giờ nàng 21 tuổi tiếng hán thường hay nói tuổi bằng lối nhân đúng không quý vị tam là ba à, thất là là 7, 37 ở đây là tức là 21 tuổi, 3 lần 7 21. Nếu muốn nói 31 tuổi người ta phải nói là tam thập thất chứ không nói tam thất được. Còn khi nào có hai chữ để kế bên nhau như thế tức là dùng à, làm toán nhân. Năm ấy nàng 21 tuổi, chính phương niên tức là tuổi mà thơm tho thưa quý vị chữ phương có nghĩa là mùi thơm tho của hoa cỏ khi mà dùng làm tính từ cho người phụ nữ ngày xưa tiếng hán nó không có dùng như tiếng anh nó chữ hơ là của cô ấy hay là của bà ấy người ta đệm thêm một cái chữ gì đó mình đoán được là của cô ấy thường con trai không bao giờ dùng chữ phương cả chữ phương ở đây đệm vào tôi là thấy là chữ hơ quý vị một cái lối được coi là rất là khiêm cung và rất là trang nhã của tiếng hán cổ điển hồng trang ỉm ái đào hoa diện có nghĩa là nàng đánh phấn hồng vào và nàng đánh rất là nồng động và gương mặt của nàng đỏ lên như hoa đào đà nhan hám thái tối nghi nhân có nghĩa là nàng uống rượu say ngà ngà nhưng mà cái đó lại rất là hợp với người và nàng có một mức độ à, làm cho cái đó nó lại trở thành nó duyên dáng nữa là khác nghi đây là thích nghi với hoàn cảnh và là thích hợp nghi nhân tức là nó vừa với nàng người khác say thì trong không ra sao mà nàng say lại trong hay địch loạn ngũ thanh tùy thủ biến tức là ngũ thanh ở đây là năm nốt thưa quý vị ngày xưa thờ nhạc của à, Trung Quốc chỉ dùng có năm nốt mà thôi gọi là cung tương dốc trùy vũ tương đương với nốt do re mi son lá trên âm của phương tây không có nốt pha và không có nốt si để mà tránh một cái quãng gọi là quãng tam cung nó nghịch tai và họ không chịu sử dụng cái quãng đó không phải là người Hán không biết đủ bảy nốt mà họ bỏ hai nốt họ không dùng vì cho là hai nốt ấy kêu không hay là một cái điều làm cho âm nhạc của Trung Quốc cuối cùng đi vào tử địa thưa quý vị đó là một cái lối rất là điển hình cho văn hóa của đầu óc Trung Quốc là cái gì cũng đòi ở một mức độ toàn hảo mà cái toàn hảo đó nó không có đường phát triển về sau và nó hóa thành ra sơ cứng cũng như là nó hóa thành ra cả một cái gì đó truyền thống nó đè nặng vào trong cái sáng tạo sau này lịch loạn có nghĩa là tay nàng vút lên vút xuống nàng đánh đàn đó quý vị cầm cái tay mà nó quẹt nó khẽ đến cái đàn đó tùy thủ biến là cứ theo cái bàn tay của nàng mà biến ra Bây giờ là những câu thơ nổi tiếng vô cùng để ông tả tiếng đàn của nàng. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm, thanh như sông hạc minh tại âm, liệt như tiếng phúc bia đầu toái phích lịch, ai như trang tích bệnh trung vi Việt ngâm, thính giả mỹ mỹ bất tri quyền, tiện thị trung hòa đại nội âm. Mình dịch lại từng câu của đoạn vô cùng nổi tiếng này. Hoãn như sơ phong độ tùng lâm là khi nàng đàn chậm, hoãn tức là chưa chậm đó quý vị giống như là gió mà gió thưa thôi sơ là thưa thớt là gió mà gió phay phay nhẹ nhàng thổi qua khu rừng tùng thanh như sông hạc minh tại âm khi nó trong trẻo thì nó giống như hai con chim hạc gọi nhau ở trong bóng tối câu thơ tuyệt đẹp thưa quý vị à, liệt như tiến phúc bia đầu toái phích lịch là khi nào mà nó hùng hồn và đanh thép liệt ở đây là chữ oanh liệt thưa, thưa quý vị khi nào mà đàn đàn tiếng đàn hùng hồn và đanh thép á, nó mạnh như xét đánh vỡ bia tiến phúc và ai như Trang Tích bệnh trung vi Việt ngâm mà khi nó buồn thì buồn như là sự tích ngày xưa ông Trang Tích lúc mà bệnh á, là ông ta rên bằng tiếng Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ mình đi vào chú thích hai cái điển cố rất là hay này thưa quý vị. À, Tiến Phúc là tên của một cái bia ở chùa Tiến Phúc. Chùa Tiến Phúc là một ngôi chùa cổ từ đời nhà đường đã có rồi xây năm 707 để mà cầu thọ cho vua đường Thái Tông. À, chùa Tiến Phúc hiện nay vẫn còn đang đứng vững và trong chùa có rất nhiều bia. Có một cái bia nổi tiếng chẳng hạn như bia này đây. Sánh dịp đây chúng ta nhìn qua thưa quý vị. Trên bia mà màu đen bên tay trái là chữ triện. Triện tức là chữ của trước thời Tần Thủy Hoàng. Cái này thời đó chưa có giấy và chưa có mực. Người ta khắc trên thẻ tre hoặc khắc trên đá. Nên nét chữ nó có một mức độ mỹ diệu nhưng mà nó cực kỳ uh, trang nghiêm và nó cực kỳ hoa lệ và nó trông vào nó cổ kính mà trông rất là hay đó gọi là chữ tiện còn ở bên tay trái là chữ sau này chúng ta viết gọi là chữ khải thưa quý vị chữ chữ hán người ta gọi chữ như thế cái phon chữ gọi là chữ khải bây giờ mình so từng chữ một theo cái tục của nhà đường đó để sau này uh, chúng ta phân tích về chữ mình biết chữ nghĩa là gì đó thì xin dặn dò với quý vị là chữ hán phải dùng chữ tiện mới giải được nghĩa chữ khải đã là viết tắt rồi cho nên có nhiều cái nét trong chữ khải nó viết không có đọc được cái nghĩa của nó à, chỉ có thói quen viết cho nó nhanh tay thôi còn muốn mà nó hay là phải dùng chữ tiện hoàn toàn mà thôi bên tay trái để chữ tiện đọc từng chữ nhé chữ đầu tiên là chữ đường ứng với chữ đường quý vị nhìn bên tay trái là chữ tiện cổ nó viết như vậy bây giờ chữ khải viết lại đơn giản hóa thế này này cái người giảng chữ là phải giảng bằng chữ tiện giảng bằng chữ khải này không có ra nghĩa được đường thượng đô có nghĩa là kinh đô rất là tối cao của nhà đường tiến phúc tự là chùa tiến phúc lâm đàn là lên cái đàn để mà giảng kinh thuyết pháp đại giới đức là ba chữ này hiệu của nhà sư đó này là từng chữ tương đương với chữ trên bia đó mình có thể nhìn để thấy được từ chữ triện nó biến là chữ khải như thế nào lướt qua để sau này chúng ta còn có nhiều vấn đề phân tích về ngữ nghĩa của các tứ tiến phương đông cổ truyền luật sư ở đây luật sư không phải là cái ông advocate hay là cái ông lawyer như nghĩa hiện đại chúng ta dùng mà ngày xưa chữ pháp và chữ luật chữ pháp là dùng chỉ chữ thọ ma của nhà phật và chữ luật là dùng chỉ cái um, quy phạm mà các tăng phải sống với nhau đó gọi là vinaya hai cái chữ đó nó gọi là pháp và luật thành ra pháp sư và luật sư hai cái nghĩa hoàn toàn nó khác bây giờ chúng ta dùng nhất là chữ luật sư à, hai chữ cuối cùng là chi bia có nghĩa là cái bia của đó chúng ta thoáng một lần để uh, giới thiệu đến quý vị uh, khán thính giả khái niệm về chữ triện ở bên tay trái và chữ khải ở bên tay phải